Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Trong phần đầu tiên của loạt video lịch sử thế giới Assassin's Creed thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc của chủng tộc Isu hay còn được gọi là những kẻ đến trước. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về một số các tạo tác được chủng tộc Isu chế tạo ra, những tạo tác này được gọi là các báu vật địa đàng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những báu vật địa đàng khác đã xuất hiện trong vũ trụ của Assassin's Creed nhé. Ok, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hộp sọ pha lê. Hộp sọ pha lê là một tạo tác của Isu, chủ yếu được sử dụng trong giao tiếp và quan sát, xuất hiện ở khu vực Nam Mỹ. Đại khái thì tạo tác này giống như một chiếc smartphone với camera, cho phép hai người cùng sở hữu thiết bị có thể giao tiếp được với nhau và lưu trữ những thông tin về mặt hình ảnh. Hoặc trên phần trán của hộp sọ sẽ có một ô đựng một lọ máu. Nếu lắp hộp sọ chứa máu của một người vào đài quan sát, một điện thờ Isu ở Gian Maika, thì người sử dụng có thể quan sát được hình ảnh, lời nói của chủ nhân mẫu máu đó. Đầu năm 1520, Giovanni Borgia, dù là con trai của Lodrigia Borgia và là cháu ngoại của Lodrigo Borgia, đại sư của hội dòng đền, nhưng lại chọn trở thành một sát thủ và đã tình cờ tìm thấy một hộp sọ khi thám hiểm Mexico. Vào năm 1719 thì một sage với cái tên là Bartholomew Roberts đã đưa Edward Kenway đến đài quan sát và sử dụng hộp sọ để theo dõi hành vi của một số cá nhân khác nhau. Sau đó, hắn bỏ trốn cùng hộp sọ, nhốt Edward trong đài quan sát. Sau khi thoát ra thì Edward đã lần theo dấu vết của Roberts để lấy lại hộp sọ, nhưng đài quan sát thì đã bị hội dòng đền Caribbean tìm ra. Sau khi giết Torres, đại sư của hội dòng đền thì Edward Kenway và Altaby, cố vấn của hội sát thủ đã chôn vùi đài quan sát cùng với hộp sọ nằm trong đó. Trong thời kỳ hiện đại thì mặc dù về bản chất công nghệ truyền thông và các kỹ thuật giám sát hiện đại đã vượt xa các hộp sọ, mặc dù số lượng các hộp sọ còn lại rất ít, còn đài quan sát thì đã hoàn toàn bị chôn vùi nên cũng không thể sử dụng những lọ máu để giám sát. Thế nhưng thì tập đoàn Abstergo vẫn sử dụng chúng như một kênh truyền tin an toàn mà hội sát thủ không thể nghe lén được, và vì thế nó được đặt ở những căn cứ chính của tập đoàn mà thôi. Hộp tiền thân và bản thảo Voynich. Hộp tiền thân là một tạo tác của tộc Isu, và khi kết hợp với các bảo vật khác nhau thì sẽ thực hiện một loạt các chức năng khác nhau. Nó có thể sử dụng làm ống dẫn năng lượng cho một tạo tác, giải mã bản thảo Voynich của nền văn minh đầu tiên, hoặc chỉ dẫn đến vị trí của các ngôi đền. Thậm chí, khi kết hợp với mảnh vỡ của một cây quyền trượng, nó có thể ghi lại ký ức của một người này vào trong đầu người khác. Còn về phần bản thảo Voynich thì nó vốn là bản thảo viết tay do loài người cổ đại tạo ra theo chữ viết Isu. Nó nằm rải rác ở vùng biển Caribbean trước khi bị thu thập đầy đủ bởi sát thủ hải tặc Edward Kenway từ năm 1715 cho đến năm 1722. Vào tháng 11 năm 1524, Ezio Auditore đã tạo ra chiếc hộp tiền thân cho Shao Zhen, đệ tử cuối cùng của ông. Sau khi trở về Trung Hoa thì Shao Jun đã trao nó cho Vương Dương Minh, cố vấn của hội sát thủ Trung Hoa để nghiên cứu. Tuy nhiên, trước khi mở được nó thì Trương Dương, thủ lĩnh của nhóm bát hổ thuộc nhóm dòng đền Trung Hoa, đã giết ông và ăn cắp chiếc hộp, đem nó cho các thành viên của hội dòng đền khác bên ngoài Trung Hoa. Vào năm 1735, chiếc hộp được vận chuyển đến cho Bastien Joseph, tuy nhiên thì hạm đội vận chuyển bị sát thủ Edewale tấn công và lấy lại chiếc hộp. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Edewale bị đắm tàu và vô tình gặp Bastien tại Port-au-Prince. Ban đầu thì cả hai miễn cưỡng hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề về nô lệ người da màu tại đây. Tuy nhiên cuối cùng thì họ lại có một mối quan hệ tình cảm với nhau, và Edewale cuối cùng đã gửi gắm lại chiếc hộp cho Bastien. Vào tháng 11 năm 1751, chiếc hộp cùng với bản thảo Voynich, một văn bản Isu, đã được sở hữu bởi Francois Macendo, một cố vấn sát thủ người Haiti. Kết hợp hai hiện vật trên, ông lần ra một ngôi đền gần Port-au-Prince, vô tình kích hoạt hệ thống nơi đây, gây ra một trận động đất lớn phá hủy hoàn toàn khu vực xung quanh. Sau đó thì các Templar đã ăn cắp cả hai báu vật trên. Vào năm 1752, Shay Comac, một sát thủ của hội ở khu vực châu Mỹ, đã ám sát Samuel Smith, một Templar sở hữu chiếc hộp. Với sự giúp đỡ của Benjamin Franklin, Shay kích hoạt chiếc hộp và giải mã được một phần của bản thảo, chỉ đường đến một ngôi đền Isu ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Sau đó thì chiếc hộp cùng với tập bản thảo được đưa cho Achilles Davenport, cố vấn của hội sát thủ thuộc địa tại Homestead, căn cứ chính của hội sát thủ tại châu Mỹ. Còn về phần Shay thì sau khi vào được ngôi đền, anh vô tình kích hoạt nó và gây nên một trận động đất kinh hoàng tại Lisbon. Vì mà cảm tội lỗi nên Shay Comac đã quay trở về Devonport Homestead ăn cắp bản thảo và trốn đi, nhưng bị các sát thủ truy đuổi và ngã xuống vách đá. Shay được cứu bởi một Templar với cái tên là George Monroe. Sau một thời gian thì Shay đã gia nhập hội dòng đền và giao lại bản thảo cho ông. Tuy nhiên thì ít lâu sau đó, sát thủ Liam O'Brien đã giết Monroe và ăn cắp bản thảo. Lần theo dấu vết thì Shay và Haytham Kenway đã đuổi theo đến tận Bắc Cực và lấy lại được bản thảo. Duy chỉ có chiếc hộp thì đã được hội sát thủ đem qua Pháp trước đó. Vào tháng 12 năm 1776 thì Shay Comac đã ám sát Charlie Storen, một sát thủ người Pháp, và lấy lại chiếc hộp.
Vào năm 1839, sát thủ Abasmir cùng với cố vấn là Hamid có nghiên cứu một số trang bản thảo Vonish để truy tìm dấu vết viên kim cương Koh-i-noor. Vào năm 1841, chiếc hộp tiền thân được Templar William Stearns kết hợp với Koh-i-noor để tìm kiếm một ngôi đền Isu tại Ấn Độ nhưng thất bại khi bị Abasmir truy đuổi. Vào năm 1868, Ulysses Grant đắc cử Tổng thống Mỹ, hội dòng đền đã giúp ông làm chủ một chiếc ngạnh của cây đinh ba địa đàng bằng chiếc hộp tiền thân và bản thảo Vonish. Tuy nhiên thì một trong những đối thủ chính trị của Grant là Horace Greeley đã ăn cắp sấp bản thảo. Hội dòng đền sau đó phái một điệp viên với cái tên là Ellis để thu hồi những trang bản thảo bị đánh cắp. Mặc dù bị cản trở bởi một đặc vụ Pinkerton là Greeley, nhưng cô vẫn xoay sở lấy được một vài trang. Một số trang khác thì nằm tại London. Tuy lấy được những trang đó, nhưng Ellis bị săn đuổi bởi Grayling với sự trợ giúp của hai sát thủ là Evie Fry và Henry Green. Dồn đến bước đường cùng trên boong tàu về Mỹ thì Ellis đã ném bản thảo xuống Đại Tây Dương và tự sát. Nhiều thập kỷ về sau thì chiếc hộp tiền thân đã rơi vào tay Sa Hoàng Nicholas Đệ Nhị. Tuy nhiên thì sau khi chế độ Sa Hoàng Nga thất thế, chiếc hộp được giữ bởi Anastasia, con gái của ông. Khi Nikolai Orlov tìm ra cô để lấy chiếc hộp, chiếc dây chuyền của ông vốn là một mảnh vỡ của cây quyền trượng địa đàng và chiếc hộp đã tương tác với nhau, ban cho Anastasia một số kỹ năng và ký ức của Shao Yin. Ngạc nhiên, Nikolai đưa cô về Moscow. Tuy nhiên thì nhận ra rằng hội sát thủ Moscow vì muốn nghiên cứu chiếc hộp mà sẵn sàng làm hại Anastasia. Nikolai phản bội hội, giải cứu cô và chạy trốn, bỏ lại chiếc hộp phía sau. Vào tháng 2 năm 2014, có hai sát thủ ăn trộm chiếc hộp, nay rơi vào tay Obstago. Tuy nhiên thì Odd Solberg, lãnh đạo của đội Sigma, đội đặc nhiệm của Abstergo, đã lấy lại được nó và đem về cho Alvaro Gramatica, trưởng phòng nghiên cứu của dự án Phượng Hoàng của Abstergo. Ankh. Ankh là một tạo tác có khả năng chữa bệnh và tạm thời hồi sinh kẻ đã chết. Theo thần thoại Ai Cập thì sau khi Osiris bị em trai là Seth giết hại, Isis, vợ ông đã dùng Ankh để hồi sinh ông lại trong một đêm. Trong thời kỳ đế chế La Mã thì Ankh được phát hiện trong một kim tự tháp và được đưa về Rome. Một thời gian sau thì Ankh rơi vào tay hai sát thủ là Accipiter và Aquilus. Tuy nhiên thì trong một đêm nghiên cứu về nó, Aquilus đã bị những người lính La Mã giết và trộm lấy Ankh. Sau đó thì Accipiter trộm lại và đưa nó về cho Valeria, vợ của Aquilus giấu lấy, vì ông cũng đang vướng vào chiến tranh. Sau đó không rõ nó lạc ở nơi nào. Tấm vải liệm địa đàng. Tấm vải liệm địa đàng là một tạo tác cực kỳ mạnh mẽ của Izu có khả năng phục hồi và chữa lành vết thương. Nó có thể phục hồi bất cứ vết thương nào, kể cả dị tật bẩm sinh. Về một mặt nào đó thì người khoác trên mình tấm vải gần như được coi là bất tử khi có thể hồi phục những vết trọng thương có thể gây ra tử vong ngay lập tức, đồng thời có thể khiến cho người mặc làm ngơ đi những cảm giác đau đớn về thể xác. Tuy nhiên thì tiếp xúc nhiều với nó có thể gây ra cho người sử dụng một số ảo giác về những người đã sử dụng tấm vải liệm trước đây, hoặc thậm chí là có thể giao tiếp được với người sáng tạo nên tạo tác này, một Isu có cái tên là Consus, hay còn được biết đến với cái tên là Prometheus. Mặc dù nhiều người lầm tưởng, nó thực sự không thể hồi sinh một người chết đã lâu, tuy nhiên thì nếu bọc một thi thể bằng tấm vải, nó có thể phục hồi thi thể ở cấp độ phân tử và thậm chí có thể sử dụng để tái sinh một Isu. Ở thời cổ đại thì tấm vải liệm được biết đến với cái tên là bộ lông cừu vàng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp khi mà Jason và các đồng đội thực hiện một cuộc hành trình nổi tiếng để ăn cắp nó khỏi một con rồng. Một thời gian sau thì một tấm vải liệm được sử dụng để hồi sinh Marcus Junius Brutus, một chính trị gia Cộng hòa La Mã và là một trong những thành viên đầu tiên của độc ấn giáo, tiền thân của hội sát thủ, nhưng bất thành. Vào năm 1700 trước công nguyên thì Jacob đã trao lại cho Joseph tấm vải liệm và có lẽ sau này nó đã trợ giúp David, vị vua thứ hai của Israel, đánh bại Goliath theo những gì đã ghi chép trong Kinh Thánh. Tuy nhiên thì nhân vật nổi tiếng nhất đã từng sử dụng tấm vải liệm chính là Đức Chúa Jesus Christ, vốn đã bị đóng đinh vào cây thập giá bởi đế chế La Mã và đã được các tông đồ sử dụng tấm vải liệm để hồi sinh. Vào khoảng giữa năm 1355 thì tấm vải liệm được sở hữu bởi Jeffon de Chani, tuy nhiên thì sau đó nó đã bị hội sát thủ đánh cắp và được Renato Auditore giấu ở Monterey Gioni, nước Ý. Một thời gian sau, Mario Auditore, hậu duệ của Renato, đã phát hiện ra tấm vải liệm và đem giấu đi chỗ khác sau khi biết được rằng một số Templar đang lùng sục tấm vải. Nhiều thế kỷ sau, vào một thời điểm nào đó thì Edward Kenway đã tình cờ phát hiện ra tấm vải liệm. Ban đầu thì ông cất giấu nó ở bên dưới tòa lâu đài Tower of London, tuy nhiên thì sau khi Edward mất, tấm vải liệm được đem giấu bên dưới cung điện Buckingham. Vào năm 1868 thì nó được tìm thấy bởi đại sư hội dòng đền Anh Quốc là Crawford Starrick, kẻ đã mặc nó và đối đầu với ba sát thủ là Jacob Fry, Evie Fry và Henry Green ngay bên dưới cung điện. Mặc dù gặp khó khăn nhưng cả ba sát thủ đã có thể giết chết được Starrick và đem tấm vải liệm quay trở về chỗ cũ. Đến năm 2015 thì Sean Hastings, Rebecca Crane và Kalina Voronina đã tìm ra nó.
Tuy nhiên thì bằng một cách độc lập, một đội Templar gồm Isabel Arden, Joanny Osterbeck và Violetta Costa đã xác định được vị trí tấm vải liệm dưới cung điện và đối đầu với các sát thủ. Cuối cùng thì Violetta Costa đã thu hồi được nó và đưa đến cho Alvaro Gramatica, giám đốc nghiên cứu bộ phận công nghệ của Abstergo để sử dụng trong dự án Phượng Hoàng, nỗ lực mới nhất của Abstergo để xây dựng lại DNA của nền văn minh đầu tiên. Tuy nhiên thì Violet đã bí mật sử dụng tấm vải liệm để phát triển một cơ thể phù hợp nhằm tái sinh Juno. Co-Ainor. Co-Ainor có nghĩa là núi ánh sáng theo ngôn ngữ Ba Tư, hay Siamantica Mani theo tiếng Phạn, là viên kim cương lớn nhất thế giới và đồng thời là một trong những bảo vật địa đàng mạnh mẽ nhất đến hiện tại, cũng như là một bảo vật luôn được hội sát thủ và hội dòng đền tranh giành và tìm mọi cách để chiếm đoạt. Tương truyền rằng chỉ có các bậc thánh thần hoặc phụ nữ mới có khả năng sử dụng nó một cách hoàn hảo nhất. Co-Ainor có đủ sức mạnh để liên kết với tất cả các bảo vật khác và cũng có thể sử dụng để định vị chúng. Ngoài ra thì nó còn có thể hội tụ nên những nguồn năng lượng mạnh mẽ cũng như là kiến tạo nên những hologram hữu hình của Durga, một Isu là hình mẫu của thần Ấn Độ. Thậm chí là khi bị phá vỡ, Co-Ainor còn có khả năng tái tạo chính nó. Trong thời kỳ chiến tranh giữa Isu và loài người thì Juno đã từng sở hữu Co-Ainor. Khi những nô lệ người hầu của Chaco đã giết chết ông, Juno tức giận đã dùng tạo tác này để bắn ra những tia năng lượng mạnh mẽ nhất giết chết tất cả những người xung quanh đó. Và từ đó trở đi cô cũng trở nên căm ghét loài người. Một thời gian sau thì Co-Ainor đã thuộc về Durga, người đã in ấn ý thức của mình vào trong đó. Sau sự tuyệt chủng của Isu thì Co-Ainor đã lưu lạc qua nhiều triều đại khác nhau tại vùng Ấn Độ. Vào đầu thế kỷ thứ 19 thì Co-Ainor đã rơi vào tay Sultan Selim đệ Tam. Vào năm 1805 thì Napoleon đã gửi Jan van der Graaf, một gián điệp của ông, đi đánh cắp viên đá. Tuy nhiên thì Graaf đã bị bắt. Graaf bị giam chung với Tavis O'Lear, một hắc thập tự, đặc vụ cấp cao của hội dòng đền. Graaf được ông đào tạo 3 năm cho đến khi hắn trốn thoát vào năm 1808. Cuối cùng thì Graaf đã đánh cắp viên đá thành công ngay trước mũi Sultan và một vài tên sát thủ với nhiệm vụ thu thập viên kim cương. Một thời gian sau thì viên kim cương quay trở về Ấn Độ và thuộc sở hữu của Ranjit Singh, người đã sáng lập ra đế chế Singh. Tuy nhiên, có lẽ vì trực quan mách bảo rằng mình đang cầm trong tay một món bảo vật ngoài tầm kiểm soát nên Ranjit đã giấu nó trong một căn hầm kho báu dưới cung điện của ông. Vào năm 1839, giả là một vị vương tử thì sát thủ Abbas Mir đã đột nhập vào trong cung điện và ăn cắp Co-Ainor. Trước khi bị bắt thì Abbas đã kịp giấu viên kim cương trong người của Raja Sura, người hầu của ông. Trời trêu thay thì Raja lại đưa nó cho công chúa Piyarkol, cháu nội của Ranjit và đồng thời là người đã nảy sinh tình cảm với Abbas khi anh đột nhập vào trong cung điện và sau đó cô đã giúp Abbas trốn thoát. Trong lúc đó thì Francis Cotton, một Templar, đã đầu độc Ranjit Singh. Khi chạy trốn khỏi cung điện thì Piara đã bị Cotton bắt. Tuy nhiên thì nhờ Raja đánh lén Cotton, Piara đã có đủ thời gian để xoay sở kích hoạt Co-Ainor và bị Durga nhập hồn, biến thành một hình bóng Isu khổng lồ. Quá kinh hoàng, Cotton nã đạn vào cô và vô tình làm bể Co-Ainor. Một tia năng lượng hình con hổ thoát ra và giết chết Cotton. Một lát sau thì Co-Ainor đã tự phục hồi chính nó và được Abbas đưa lại cho Hamid, cố vấn của Abbas. Vào năm 1841, William Sliman đã đánh cắp viên kim cương và dùng nó để nạp điện cho hội tiền thân. Abbas lấy lại được viên kim cương, còn chiếc hộp thì rơi vào tay Templar, và sau này anh đã trao lại Co-Ainor cho Ethan Fry. Ethan giấu nó đâu đó ở Ấn Độ cho đến tận cuối thế kỷ thứ 19. Vào đầu thế kỷ thứ 20 thì Co-Ainor đã rơi vào tay Albert Bowden, một hắc thập tự. Sau khi Bowden chết vào năm 1927 thì Rufus Gosvenor, một thành viên của hội dòng đền đã phát hiện ra Bowden giả chết và tìm cách để lấy viên kim cương. Cuối cùng, vào năm 1937 thì Rufus đã đoạt được Co-Ainor. Mang qua Tây Ban Nha, hắn hy vọng sẽ thao túng được Ignacio Cardona, vốn có sự tương đồng về mặt DNA với Isu, mở khóa sức mạnh của viên kim cương. Tuy nhiên thì nỗ lực của Crossveno đã bị phá đám bởi Bowden, còn Cardona thì dùng viên kim cương bắn ra một luồng năng lượng hình con bò mộng để xé xác mọi thứ xung quanh và giết chết cả hai người, còn viên kim cương thì đã bị phá vỡ. Trên thực tế thì viên kim cương vẫn còn nguyên vẹn do Cardona đã tạo nên một ảo ảnh làm cho nó có vẻ như đã bị phá hủy. Với việc sụp đổ nhà thờ nơi biến cố xảy ra bên trong nó, Cardona đã chôn vùi viên kim cương sâu bên trong đống đổ nát nơi đây. Ngọn giáo của Leonidas. Ngọn giáo của Leonidas, hay còn được gọi là lưỡi dao Leonidas, là cách gọi khác của ngọn giáo địa đàng. Là ngọn giáo chứ danh của Leonidas of Sparta, vị vua nổi tiếng cùng với 300 chiến binh đã chống lại đế quốc Ba Tư trong trận chiến Thermopylae huyền thoại. Sau khi ông qua đời thì ngọn giáo bị gãy của ông đã được truyền lại cho con gái Marine và sau cùng là về tay cháu gái Cassandra, lính đánh thuê huyền thoại của Hy Lạp và được cô sử dụng như một lưỡi dao chiến trong cuộc chiến tranh Peloponnesian. Ngọn giáo này không hẳn là một báu vật địa đàng, nhưng nó đem lại rất nhiều công năng cho người sử dụng bằng cách khai thác adrenaline của họ. Ngọn giáo có thể tăng cường sức mạnh cho người sử dụng, giúp họ tăng hình, tái tạo sức khỏe, cũng như là khống chế hoặc khai thác một số những yếu tố tự nhiên như là lửa và độc. Nó còn có thể tăng tốc độ, phản xạ cũng như là kỹ năng của người sử dụng, có thể truyền sức mạnh vào cung tên khiến những mũi tên của người sử dụng có thể tạo ra sóng xung kích hay thậm chí là xuyên qua cả tường.
Trong suốt cuộc hành trình của mình thì Cassandra đã thường xuyên đến Ancient Forge, một căn hầm Izu tại đảo Andros, Hy Lạp để nâng cấp ngọn giáo, thay đổi hình dạng, cấu trúc cũng như là nâng tầm sức mạnh của tạo tác. Tuy nhiên thì mặc dù ngọn giáo đem lại cho Cassandra quyền năng tương tự như một vị thần, nhưng quyền năng của nó là có hạn và cũng sẽ cạn kiệt theo thời gian, và cuối cùng chỉ còn lại là một lưỡi dao thông thường mà thôi. Quyền trượng của Hermes. Quyền trượng của Hermes, hay còn được gọi với cái tên là Caduceus, là một tạo tác cực kỳ mạnh mẽ được sáng tạo bởi nhà khoa học Izu với cái tên là Hermes. Quyền năng nổi bật của cây quyền trượng này là đem lại cho người cầm sự bất tử, bất lão mà không cần thức ăn hay nước uống. Tuy nhiên, ngay khi người cầm quyền trượng đồng ý trao lại cho một đối tượng khác, thì ngay lập tức họ sẽ trở nên lão hóa và quay trở lại với tuổi thật của mình, và đôi khi là cả cái chết, sau khi đã sống một cuộc đời quá dài nhờ quyền năng của tạo tác. Ngoài ra thì cây quyền trượng còn giúp cho người sử dụng tăng thêm sức mạnh, phản xạ, thao tác năng lượng để tạo nên những vụ nổ hay phóng ra những tia năng lượng hay dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách ngắn. Đặc biệt, thanh quyền trượng cũng là chiếc chìa khóa để phong ấn cũng như là khai mở thành phố Atlantis cổ đại. Cây quyền trượng ban đầu được sáng tạo và sử dụng bởi Hermes, một nhà khoa học người Izu, trở thành hình mẫu của một vị thần Hy Lạp và La Mã cổ đại, trước khi ông ta trao lại cho Pythagoras, một nhà triết học và toán học nổi tiếng của Hy Lạp. Sử dụng cây quyền trượng thì Pythagoras đã tự nhốt mình trước cửa ngõ của Atlantis để nghiên cứu kiến trúc nơi đây, và sau này truyền lại cho con gái là Cassandra. Kim tự tháp Izu. Kim tự tháp Izu là một tạo tác có khả năng ban cho người xem những viễn cảnh về ký ức trong quá khứ, cũng như là những tính toán tầm nhìn về những khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Vốn là một tạo tác được canh giữ bởi những người thuộc giáo phái học thuyết Pythagoras, tạo tác này đã bị đánh cắp bởi hội Cosmos, một trong những tổ chức tiền thân của hội dòng đền. Nó được cất giấu trong thánh điện Cosmos nằm bên dưới điện thờ Apollo, đền Delphi, nơi giáo phái này tận dụng quyền năng của kim tự tháp để thao túng cõi Hy Lạp. Cuối cùng, tạo tác này đã bị Cassandra phá hủy sau khi nhìn thấy những tầm nhìn về chiến tranh ngàn năm giữa hội sát thủ và hội dòng đền. Một số báu vật khác. Bên cạnh những tạo tác kể trên thì vẫn còn rất nhiều những báu vật khác trôi nổi trong lịch sử. Ví dụ như quả cầu pha lê giúp cho người sử dụng truy cập vào Nexus, một chiều không gian khác khiến cho người dùng có thể trò chuyện với một người của tộc Izu. Con dấu ký ức là một chiếc đĩa ghi có thể ghi lại ký ức của bản thân, được Altair sử dụng để lưu trữ lại những ký ức đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Đĩa tiên tri là một thiết bị lưu trữ âm thanh của nền văn minh đầu tiên. Mảnh vỡ địa đàng là một tạo tác có khả năng tối ưu hóa, thúc đẩy tốc độ và hỏa lực của một con tàu. Suối nguồn tươi trẻ, một báu vật địa đàng vốn là một đài phun nước mà truyền rằng ai uống nước từ đó sẽ giữ mãi được sự tươi trẻ bất lão. Quyền trượng của Aset ban cho người cầm khả năng lãnh đạo và một sự cuốn hút uy tín mạnh mẽ. Và đó là những báu vật địa đàng tiếp theo xuất hiện trong thế giới của Assassin's Creed, khá là nhiều phải không nào? Thế nhưng thì chúng chưa phải là tất cả đâu, và chắc hẳn các bạn đã nhận ra báu vật còn lại mà chúng mình chưa nói đến phải không? Đó chính là quả táo địa đàng, báu vật nổi tiếng nhất và xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử của Assassin's Creed. Bởi vì số lượng của các quả táo địa đàng là khá nhiều và hành trình của chúng cũng khá phức tạp, nên mình sẽ dành hẳn một video riêng để nói về những quả táo địa đàng nhé. Đến đây thì mình xin khép lại video lịch sử thế giới Assassin's Creed phần 2. Nếu các bạn thích video này, xin đừng quên like, share và subscribe cho Fake Game để không bỏ lỡ các video tiếp theo trong series nhé.